Thực hư thông tin ATM gạo ở Sài Gòn ế ẩm phải năn nỉ bà con đến nhận. Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, những cây ATM gạo miễn phí đã hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều người nghèo vượt qua khó khăn mùa đại dịch. Tuy nhiên, dạo gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin nhiều ATM gạo ở thành phố Hồ Chí Minh bị ế ẩm. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo thành viên mạng với những chia sẻ như: để cạnh tranh với ATM gạo khác, một chủ nhân ATM gạo đã tung chiêu tặng thêm 2 khẩu trang kháng khuẩn và đích thân đứng mời mọc chào hỏi từng người nhưng ế nhệ. Cả một ngày trời chỉ tặng được có 300kg gạo trong tổng số hơn 12 tấn để sẵn, nên chủ nhân ATM gạo đang khóc lóc năn nỉ bà con tới nhận gạo tại 25 Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Hay thêm một ATM gạo ế nữa ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, một trong 6 xã nghèo nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt tại một trong 2 điểm phát gạo được nhắc đến trong bài viết số 25 Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, phóng viên ghi nhận cây ATM gạo này vẫn đón tiếp nhiều người dân đến xếp hàng nhận gạo. Ban tổ chức ATM gạo này cho biết, điểm phát gạo hạn chế phát cho trẻ em dưới 15 tuổi. Bên cạnh đó, những người đến nhận đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm được yêu cầu về nhà lấy mũ mới được nhận. Tuy nhiên, khác với những ATM gạo hoạt động 24/24 phục vụ người dân, thì ATM gạo tại quận Thủ Đức hoạt động từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa và từ 15 giờ đến 19 giờ 30, liên tục từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 4. Tại cây ATM gạo ở đường Vườn Lài, quận Tân Phú, tấp nập người dân đến xếp hàng chờ đến lượt vào rút gạo. Anh Hoàng Anh, chủ nhân ATM gạo, chia sẻ, từ ngày cây ATM gạo này đi vào hoạt động, số lượng người dân đến mỗi ngày một tăng. Ngày đầu tiên phát được 500kg, thì những ngày tiếp theo tăng gấp 5-6 lần. Chưa có ngày nào vắng người dân đến nhận gạo. Còn về phía lực lượng dân quân tự vệ cắm chốt để giữ trật tự thì cho biết, những ngày qua chưa ngày nào ATM gạo vắng bà con. Chính quyền đã cử anh em chúng tôi xuống địa bàn này để giữ trật tự, điều phối xe cộ lưu thông không bị ùn tắc và giúp cho bà con đứng xếp hàng giãn cách đúng quy định. Có hôm 3 đồng chí, có hôm đến 5 đồng chí vẫn không quản lý xuể. Đừng quên đăng ký kênh của Sài Gòn TV để đón xem những tin tức mới nhất từ chuỗi sự việc này các bạn nhé. Đồ án của tao đâu?